Huyết thanh AHC cấp trợ là một loại serum dưỡng ẩm và trẻ hóa da mặt sáng tạo tuyệt vời từ thương hiệu AHC của Hàn Quốc. Cung cấp hydrat hóa ngay lập tức và làm mềm da. Nó làm miệng nếp nhăn, làm dịu mẩn ngứa, làm sáng tông màu da, cải thiện độ đàn hồi của lớp biểu bì. Với thời gian sử dụng lâu dài, AHC cấp trợ Mist Solution Mắt Ampoule dưỡng ẩm làm sáng màu da xỉn màu, bảo vệ chống lại bức xạ UV quá mức, có tác dụng kéo dài. Acid Hyaluronic Hyaluronate Natri cung cấp khả năng giữ ẩm tuyệt vời để giữ ẩm cho làn da của bạn. Chiết xuất lên men cung cấp dinh dưỡng và tỏa sáng cho làn da của bạn để làm cho nó khỏe mạnh. Serum AHC cấp trợ có tốt không? Chỉ cần hai thành phần này thôi cũng đủ trả lại cho bạn làn da mịn màng rồi. Chiết xuất hoa sen có tác dụng kích thích sinh học, tăng cường độ săn chắc cho da, làm cho nó đàn hồi, làm mờ nếp nhăn, được sử dụng để làm trắng da, loại bỏ các điểm và đốm trên da. Nó có tác dụng sinh học, bổ, chống viêm, cải thiện lưu thông máu, giữ ẩm, bảo vệ và làm đều màu da. Kích thích hoạt động của các tế bào da, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và làm cho da mịn màng và đàn hồi. Nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ các tế bào da khỏi bị hư hại bởi bức xạ UV và các yếu tố tích cực khác. Tăng tốc sự đổi mới của các tế bào biểu mô. Chiết xuất hoa sen cũng có tác dụng chống viêm rất tốt, hữu ích cho da bị tổn thương, da bị kích thích, chàm và viêm da. Chiết xuất quả mơ Nhật Bản có chứa tannin, flavonoid, carbohydrate, vitamin C, acid phenolcarbonate, carotene, vitamin B1 và C, acid folic, một số lượng lớn các nguyên tố phi lượng, chính là kali, khoáng hóa, làm dịu và giữ ẩm cho da. Chiết xuất quả mơ Nhật Bản Prunus Mume có một khả năng tuyệt vời để bảo vệ và bảo tồn các sợi đàn hồi của tế bào da bằng cách tác động lên elastase. Chiết xuất gà Lactermix có khả năng thâm nhập sâu vào da, làm miệng da, giảm kích thước nếp nhăn bắt chước, cải thiện độ đàn hồi của da. Các tế bào da được trẻ hóa, các quá trình trao đổi chất được kích thích. Niacinamide tăng tốc độ tổng hợp cấu trúc collagen trên da, làm sáng tông màu của khuôn mặt, góp phần thu hẹp lỗ chân lông, tăng mức độ hydrat hóa của da. Bình thường hóa việc sản xuất bã nhờn, giảm các dấu hiệu sâu mụn và tăng sắc tố, cải thiện màu da và làm chậm quá trình lão hóa. Xuất xứ Hàn Quốc, Korea. Thương hiệu AHC.